Hello, các bạn. Hôm nay mình review cái vườn bông trang lá trung màu hồng phấn. Mấy em này đang nở rộ bông, cho nên mình review lại cho các bạn xem để có tham khảo để lựa bông và mua bông. Thì đây là mấy cái cây bông trang Mỹ màu vàng, nó nằm kế bên cái cây bông trang lá trung màu hồng. Thì mình quay luôn cho các bạn xem. Đây màu vàng. Đây là màu vàng. Còn bên đây là lá trung màu hồng phấn. Lá trung màu hồng phấn này thì là một cốt một thân, một thân nhìn rất là rõ ràng là một thân nha các bạn. Đây thì bây giờ mấy em này nở rộ rồi, có một số thì còn bấp. Có thể là kịp Tết, còn là bông, một số bông thì nở. Rồi phía trong này, cây này cũng một cốt đây. Nhìn một thân rất là rõ ràng. Bên trong này cũng một thân.